thức thi thố xét chọn người tài năng có nhiều sáng tạo trong nghệ thuật đánh chiêng. Người cò chơi đấu chiêng thể hiện tình cảm của mình không thông qua nét mặt và di chuyển bước chân, thân hình lắc lư liên tục. Thần hòa nhất là khi họ nhảy múa cùng hòa vào giai điệu tiếng chiêng, nét đặc trưng tạo nên sự hấp dẫn của màn đấu chiêng là sự ngẫu hứng và sáng tạo. Chính những nét đẹp này đã tạo nên sự hứng khởi cao độ cho người xem.